Đây là máy AMD Akai Diatun GXZ 7001EX. Trong các dòng 7001 thì có 7001 trơn, 7001EX và 7001EV. Thì 7001 trơn là giá mềm nhất, tầm cỡ 3 triệu đến 3 triệu rưỡi. Còn con này EX thì tầm 3 triệu rưỡi đến 4 triệu. EV thì tầm 4 rưỡi đến 5. Thì nó có giá thị trường rẻ nhập. Giờ giá khác hồi xưa. Ba đầu quỷ này hồi xưa nha, có bán 2 triệu 8 rồi, giờ lên là 4 triệu bạc. Nên giá cả nó vừa nhập nó khác. Con này rất là thích. Và mấy cái tụ nối tầng gồm thanh nó làm bằng tụ hộp vuông này nên chất âm nó đỉnh đạt lắm. Đó. Mấy cái tụ chủ lực. Dòng máy bảng mà 7001 thì có trơn, EX, EV thì chất âm nó thì mình nghĩ là nó na ná nhau. Nó chỉ khác nhau đời mấy thôi. Ví dụ như những con này thì sản xuất là tầm năm 86, 87. Thì EV thì tầm 8, nằm những năm 90. Còn con 7001 trơn thì những năm 82, 83. Đấy, cho nên là giá khác vậy. Anh em cân nhắc mình chơi thôi. Còn chất âm thì phải so sánh nha. Mình thấy con này vẫn chuẩn, con này chuẩn ngon lắm. Hơi nghẹt nghẹt cái mũi. Chúng ta nghe thử trước đi. Nghe là rồi chút chúng ta test phần ghi phát sau nha. Thông số này chính xác nghe nó đã lắm. Chúng ta nghe trước 75, nghe tới sau 75 này. Nhớ nữa. Đồ bài ốp nha. Out nhả hết ra. MBX này có thể nhắn hoặc là nhả ra luôn.
Em khóc đi, em khóc đi, em khóc để rồi quên một cuộc tình buồn. Còn biết tìm ai để mà dâng hân, đêm này gặp nhau lần cuối, thương nhớ biết bao giờ. Như mây như khói tan rồi, tựa kề vai em sầu dâng muốn lối, để nghe ai ân xa rời tan nát lòng thôi. Rồi một chiều buồn chìm trên sân ga, con tàu về lạnh lùng dìu em sang. Bao nhiêu yêu thương cũng đi qua rồi, anh nguyện trọn một đời làm mây khắp phương trời. Em khóc đi, em khóc đi, em khóc để rồi mãi mỗi người một đời. Okay. Chắc âm quá quá ngon. Chúng ta kiểm tra phần ghi nhé. Trước khi chúng ta ghi á, chúng ta lấy cái bài hát Kelly Vision trước, mình phá cái bài hát đi, bởi vì để anh em dễ làm. Rồi trước tiên là chúng ta phải để ý này. Nếu như mà chúng ta xài đồ bài ấy, thì phải nhớ lưu trên cuốn băng có đồ bài nhé. Trong các cuốn băng ví dụ như đồ bài ao này, mình để in, để ao này. Đấy, cho nên là chúng ta để ao đi. Cho các cái đầu khác nó có, nó không có đồ bài thì mình vẫn phát được. HX Pro có thể nhấn, tại vì HX Pro này thì nó không có, mình thấy nó không có tác dụng gì nhiều. Hoặc là MBX này, có thể nhấn vào không thả ra đây. Để ý nha. Còn cái CD Direct này chúng ta không thả ra luôn, tại vì chúng ta lại lấy cổng line in chứ không lấy cổng trực tiếp. Còn cái ba lăng này, khi quá trình ghi chúng ta nhớ điều chỉnh làm sao cho hai cái đèn nó đều là được. Bởi vì là mình căng bằng máy rồi, mà nó rất là rõ ràng. Nếu chúng ta để mà cứ vặn theo thì nó không đúng đâu, thì nó có cái kênh trái và kênh phải. Mình bấm red lại nhỉ. Rồi chúng ta bấm red này. Xong, chúng ta bấm play. Bắt đầu chúng ta lấy cái bass Kelly Vision. Tắt cái này đi, tắt cái âm ly đi cho để nó ổn. Chúng ta nhấn call Kelly Vision ở đây. Bắt đầu chúng ta vặn bass. Đây. Chúng ta làm sao cho hai cái này nó đều, xong chúng ta vặn cái level lên. Vặn level lên, ok. Rồi, bài nó đẹp đúng không? Bắt đầu chúng ta thả ra. Thả ra thì băng nó sẽ tự tắt nha. Chúng ta tu lại. Cho chúng ta bấm red play lại. Rồi, giờ ta nạp tần số và ta kiểm tra cái chất lượng ghi. Đang ở cassette này. Chúng ta chuyển qua suộc coi. Ok, suộc này. Cassette này. Bây giờ chúng ta xem sống sim thử nha. Chúng ta để ở suộc để ta xem sim suộc trước. Rất là đẹp. Bây giờ chúng ta chuyển qua cassette nha. Cassette này. Rồi chúng ta xem sống sinh ở cassette này. Rồi chúng ta bấm này. Bấm đi, bấm này. Suộc này, cassette này. Đó, nó có sự dao động thấy chưa. Này, thấy chưa. Rất là đẹp. Băng nào cũng rất là đẹp. Băng là băng Norman của HF thôi. Chúng ta bỏ băng chrome thử. Nghe chúng chắc âm nó là xong cái gì đó. Bấm red này, cầm play này. Sau chúng ta nhấn call calibration nó là bass này. Tại vì mỗi cái băng nó có một cái tuyến tính băng khác nhau nha. Đừng có tưởng là nó giống nhau đâu. Ok. Chúng ta thả ra. Chúng ta bấm red play. Xong. Chúng ta giảm cái độ bà cái do cái băng nó tốt nên là cái tiếng cái chất âm nó ra nó phải nó vào nó hơi lớn. Chúng ta bọc đó là cái bài hát này. Nó vừa. Ok. Xong, chúng ta bật lại. Chúng ta bấm red play. Đó, do cái băng này nó tốt quá. Ok, chúng ta kiểm tra cái phần phát ra đây. Thấy chưa? Phát ở cassette đó, rất là đẹp. Đó, an tâm về xài thôi, máy móc rất là chính xác. Mắc gì đi mua lung tung chi, vừa tốn tiền vừa thêm bực.
À quên rồi, chúng ta ghi luôn đi, ghi bản nhạc. Ra kiểm âm nha. Nguyên bản kiểm âm thế nào đây? Bấm rec cộng lại. Chúng ta mở âm lên liền. Đang hát cassette nha. Cassette nó dày tiếng lắm, hay. Ghi tới số 2 cộng 2 dB nè. Để cái đèn này, đừng có để cái này. Tầm 2 cộng, 2 cộng, 2 cộng cái này. 2 dB cộng 2 dB màu đỏ. Cao trào nha, cái này cao. Ra nãy sụt cho anh em nghe thử, sụt nó mỏng tiếng lắm. Cái này nghe sụt này. Ở trong một chiều nghe tin anh từ trần trên chuyến xe. Còn nghe cassette này. Cassette nó dày tiếng. Quên bóc tạp sụt cho anh em xem không? Ghi tốt rồi đầu khác khác nét hay thôi, rất đơn giản dễ hiểu. Về trên lối khuya suốt cơn mưa tà tơi, bốn mắt nhìn nhau không nói, thời gian vẫn thêm trôi. Khi lá đổ thu sang, tôi ôm ấp tâm sự mà chưa nói lên. Qua tục lời một chiều mây trôi, anh ngỏ lời yêu có tôi. Ok, chúng ta thử bằng một bàn này, đi bàn khác này. Để bật tép sụt cho anh em xem luôn chứ quên. Nó dài, video thì hơi dài nhưng kể đi. Chúng ta lấy cái bài hát cái lưu sàn trước. Bể cái bài hát lại. Bằng cái này lên. Đỏ là chúng ta tụt xuống nữa. Cứ bằng lên màu đỏ là tụt lại nắp nha. Ok, rồi, như vậy nhé. Ra thả ra, bấm ghi thôi. Chúng ta sẽ chọn bản quen thuộc này. Cho mưa bay răng răng mây tím
cái xếp tiếng vậy lắm, cho mưa bay răng răng mây rất hay. Quá đầu từ nó luôn, đầu từ đẹp long lanh luôn. Về nhớ giữ cái đầu từ cho nó sạch đẹp như thế này nha. Đầu từ chụp cấp tăng bánh ép, mình đã gửi máy nó đẹp thì giữ cho nó đẹp. Thấy không, về chơi bằng một nước nó đen thui, nó cày cả lớp mà cũng để chơi được bó tay.